Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách mà chúng ta tạo ra một cái ứng dụng trên Android Studio để mà điều khiển cái thiết bị điện của Internet. Thay vì mình dùng cái app Blink hay những cái app dựng sẵn, hay thay vì chúng ta viết ở trên app Inventor kéo thả, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta tạo ra một cái ứng dụng trên cái nền tảng là Android Studio. Thực sự nó cũng không có quá khó khăn đâu các bạn ha. Từng bước một của chúng ta sẽ làm được thôi. Đáp ứng cái nguyện vọng của mọi các bạn là hướng dẫn các bạn làm ha. Nếu các bạn thấy mà các bạn thấy mà có ích thì chia sẻ cho mọi người cùng xem nha, và giúp cho mọi người để có thể làm được một cái ứng dụng IoT theo cái mong muốn của mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm clip. Đây là cái này nó rất là tốn nhiều thời gian nha, cho nên là mỗi ngày mình sẽ làm một clip, cho nên là các bạn hãy đón xem nha, theo dõi mà để mà cập nhật những cái video mới nhất, theo dõi kênh YouTube của mình nha, để cho mình có động lực ha. Rồi bây giờ bắt đầu ha. Thì mình sẽ mở trình duyệt Arduino lên ha. Chúng ta đợi nó lót lên tới nha. Rồi đây ha. Sau khi mà chúng ta mở trình duyệt Arduino lên thì chúng ta như thế này ha. Rồi mình tạo một cái file mình lưu vào thư mục đây luôn ha. Mình lưu vào thư mục là gì? Node MCU và Arduino ha. Trong này là không có gì cả, này chỉ là những cái file chưa có gì cả, hình ảnh thôi ha. Bây giờ mình gọi là file cost ha. Rồi, ok. Đầu tiên ha, khi mà chúng ta tạo một cái ứng dụng Android thì nó sẽ ra như thế này. Cái này là các bạn ai cũng biết rồi ha. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên là gì? Mình sẽ viết ha, mình sẽ có thư kiện cho nó. Tại các bạn biết sao không? Tại vì chúng ta dùng là ESP đó ha, xấu cho nên chúng ta phải khai báo thư viện đúng không? ESP8266 Wi-Fi như thế này ha, chẳng hát rồi ha. Rồi ok, tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ khai báo cái wifi mà chúng ta xài ha. Conchair, cái này là gì? SS DAD thì mình hình như là SS DAD đúng không? Rồi cái này là gì ra sẽ là tên wifi nha. Rồi chấm phẩy xuống này là gì? Password. Đi luôn. Sorry. Mật khẩu wifi. Ok. Rồi nha. Tiếp theo là gì? Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ha? Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo là cái bọt mà chúng ta sẽ xài ha. Đây là wifi ở đây mình 180 thì các bạn xài bao nhiêu thì bạn khai bọt bao nhiêu ha. Nhưng mà thông thường bọt của Internet sẽ là bọt 80 các bạn. Wifi server. Yes, hello. 80 nha các bạn ha. Ok. Tiếp đến là gì nữa không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo cho nó cái tốc độ bao thực sự cái code này cho các bạn có thể dùng cho con ESP8266 cũng được ha. Hiện tại ở đây là mình dùng con Node MCU đây ha. Cái code của mình viết là các bạn có thể đem qua ESP8266 vẫn xài được nha các bạn ha. Thông thường cái con Node MCU thì nó có tốc độ bao 9600, nó vẫn được nha các bạn ha. Cái con Node MCU thì nó có thể cho chúng ta giao tiếp tốc độ bao là 9600. Nhưng mà đặc biệt cái con ESP8266 á thì bắt buộc chúng ta phải giao tiếp cái tốc độ bao của nó là mặc định của nó khi mà nhà sản xuất ra là người ta xét cho nó có cái tốc độ mặc định là 11.500 11.000 11.52 biểu tại đây xem nhé.
Được coi đây, mình xem nó là bao nhiêu, mình quên mất ta. Được coi à, đây không phải, sorry, nó đây, để mình sẽ à, được coi đây à. Hình như là 11.000 năm tốc độ bao của con ESP mình định đến đây là 11.000 bao nhiêu ta, 11.000 năm, 11.000 gì, 115.200 tốc độ bao mật định con ESP 8266 là như vậy. Nếu mà chúng ta chưa có flash room nó là nó tốc độ bao như vậy ha. Nhưng mà riêng con ESP tính mà nó MCU thì nó có thể cho mình giao tiếp tốc độ là 9600 ha. Đây là khai báo tốc độ bao bắt đầu ha. Tiếp tục là gì? Tiếp tục là chúng ta sẽ delay cho nó khoảng cỡ một thời gian ngắn thôi. 100 giây thôi, 100 mili giây ha. Và tiếp tục là gì nữa? Delay ha, rồi tiếp tục là sẽ làm gì? À, và tiếp tục chúng ta sẽ là gì, khai báo cái chân mà chúng ta muốn hỏi ha. Giả sử ở đây pin mod này rồi từ đây ra nha. Ta sẽ mở cái trình đây ha, để ta sợ gì, ta sợ gì, GPIO nó đem MCU nha các bạn ha. Đây mình coi chân nó đây, cái chân của nó đem MCU là gì đây ha. Đó, ở đây thì mình dùng cái GPIO D0 này, 16 đây nha các bạn, 16 nha. Rồi 16 phải gì, 6 phải output nha các bạn ha. Ok rồi, chúng ta cho nó khai báo nó thì sao, phải cho nó là gì, khai báo nó rồi đúng không, thì phải cho nó về mức thấp nha. 16 phải không hay lâu giữ nhau các bạn ha, không hay lâu là đều như nhau thôi ha. Tùy cái này là đối với cái mình quy định cái led, nhưng tại mình đang điều khiển led cho nên là mình sẽ cho nó là gì, mức thấp, mức không, số không để nó tắt. Nếu như các bạn muốn mà mua cái relay, một relay tức mức thấp thì buộc chỗ này phải là số 1 nha các bạn ha. Ok, tiếp tục là gì, tiếp tục là gì nữa, tiếp tục là chúng ta sẽ gì, ta delay tiếp tục ha, ta delay một, ta delay còn có 10 mili giây thôi. Tiếp tục tấm là gì, vô cái tấm ring này tấm gọi là gì, connect ha, connect ha. Ok, in cho nó đẹp thôi chứ bạn ơi, không có ý nghĩa cả. Rồi ok, tiếp theo gì nữa, rồi mấy gì mình in cái tên bài phải mình lên ha, zero green, tên bài phải của mình là gì đây, SSID đúng không, gì ID ha. Rồi tiếp tục là gì, mình làm gì nữa các bạn, rồi tiếp tục là cái gì nữa, tiếp tục là gì, chúng ta sẽ gì, ta sẽ kết nối nó vào wifi ha, dùng dùng là gì, wifi các bạn có thể đọc một thư viện có thằng này wifi chấm điện viên ha. Đầu tiên là gì, SSID là cái, đây là cái gì, cái tên đó là cái tên wifi đó các bạn ha. Tiếp tục là cái gì đây, password, ok đúng không. Mình kiếm bây giờ mới tiếp tục mình đi kiếm ra kết nối, bây giờ mình đi kiếm ra kết nối của nó nha. Sao mình sẽ là gì, mình sẽ là while ha. Trong lúc đó ha. Trong lúc gì, trong lúc while quỹ face status ok ha, có nghĩa là gì, đại khái là gì, nó đang đợi kết nối các bạn ạ. Rồi ha, nó khác quay đất là theo rồi thì sao, connect. Cái này các bạn đừng hỏi tại sao như các bạn, tại vì cái này á, là cái thư viện chúng người ta viết như vậy ha, cái cú pháp để nó giao tiếp với cái wifi, cái con nó MCU này nó chỉ có thể kết nối được với wifi bên trong là 2,4 GHz các bạn ha. Rồi tiếp theo là gì, mình sẽ delay cho nó, để nó delay cho nó khoảng cỡ 1 giây ha các bạn ha, để cho nó tạo sự ổn định ha. Tiếp theo là gì, mình sẽ in cái dấu chấm mà thôi, serial chấm một này. Ok, in những dấu chấm mà thôi các bạn ha. Ok, in một dấu chấm mà thôi ha. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục xuống hàng ha. CO chấm một nữa nha. Mình sẽ in một cái chuỗi đó ra cho nó thấy ha các bạn ha. Ok. Nè. Cái này chủ yếu là đẹp chính nha các bạn, không có ý nghĩa gì nha. Tôi thích là in thôi, ai làm gì tôi đúng không? Thôi quan trọng như vậy thôi ha. Tiếp tục cái đây là mình thích mình làm thôi ha. Rồi tức là gì ha, rồi yên xong mà ta mới thấy gì, ta bây giờ ta sẽ thông báo là gì,
Rio ha. Wi-Fi thì please connect ha. Ok. Chúng thế nào? À, có đúng wifi rồi. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là gì? Mình phải cho cái server nó bắt đầu ha. Cho cái server bắt đầu, nghĩa là server chuẩn bị gì ha. Bắt đầu server lên ha. Đúng chưa? Bắt đầu server, kết nối server lên ha. Có đúng wifi rồi, ta sẽ kết nối server đúng không? Rồi. Rồi. À, tiếp tục là gì? Rồi, mà thông báo rồi, mình bắt đầu kết nối rồi. Cái lệnh này nó sẽ không cho người ta biết đâu, bắt buộc người ta có thông báo mà. Thì cái lệnh nó thông báo cho nó để người ta mình nhìn mình biết ha. Gì server begin ha, server begin ha. Ok, để cho mình biết thôi ha. Rồi ha, để cho người mình coi trên terminal mình có thể thấy được nó ha. Rồi tiếp tục là gì ha? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra gì, tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ kiểm tra IP của cái thằng con nốt MCU nha các bạn ha. Sẽ là gì? Sẽ là cũng hiển thị lên bằng màn terminal thì phải là serial serial chấm print. Nó sẽ là gì? Wifi, cái chỗ này rồi wifi ha, chỗ này phải ngon mới được wifi local IP đúng chưa, để mình xem được cái IP của cái con node MCU mình đúng các bạn ha. Rồi rồi tiếp theo ha, đúng không, đúng như nào đó. Đây để từ đây là chúng ta có thể xem được IP của con node MCU chúng ta, thay thay vì mà chúng ta phải thay vì mà chúng ta có thể rồi ha, thay vì mà chúng ta có thể lên trên cái địa chỉ của con router của mình, mình quản lý, mình có thể tìm nó các bạn ha. Đúng chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi bắt đầu tiếp tục ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình chính nè. Bây giờ đây chương trình đó là chương trình chính của chúng ta ha. Rồi bắt đầu sẽ viết ha. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là gì? Đầu tiên là gì ta? Đầu tiên là trong này á, trong cái void loop là cái vòng lặp vô hạn như các bạn, nó sẽ chạy liên tục ha, cho đến khi các bạn reset lại thì nó mới hết chạy thôi ha, nó sẽ hết chạy nó mới trở về sẽ lặp lại ha. Chứ gì bây giờ mình sẽ gì, wifi client. Nghĩa là gì? Có nghĩa là cái lệnh này á, cái lệnh này để làm gì? Để nó khai báo một cái kết nối từ trên một trình duyệt nó đến cái con node MCU của mình nha các bạn ha. Rồi client ok bằng gì, server available ha, như thế nào. Tiếp theo là gì? Tiếp theo nó sẽ kiểm tra, tiếp tiếp theo là gì, là nó sẽ kiểm tra thứ là có cái kiểm tra thứ là gì, có cái kết nối đến cái server hay không các bạn ha. Nó sẽ kiểm tra có lệnh gì, nếu gì nghĩa là gì, nếu khác là anh gì, nghĩa là kiếm, nếu như mà kiếm ra không có kết nối thì nó rủi ra nó lại trở lại đúng không, đợi rồi tên ha, trở về ha. Rồi đúng chưa, nếu còn nếu mà nó chưa có kết nối thì nó sẽ rủi ra trở nó trở lại ha. Còn nếu gì, nếu như mà nó rồi tiếp tục là gì, tiếp tục là gì các bạn ha. Rồi gì nó sẽ thông báo ha. Rồi thì nếu có nói rồi nó sẽ thông báo các bạn ha. Thông báo là gì? Thông báo là gì đây? Thông báo ha. Yên nha mà new connect ha. Ok, vậy thôi ha. Thật sự mình hướng dẫn các bạn từng bước thôi, chứ thật sự cái này mà để ngồi mà viết code là rất là mệt mỏi ha. Thông thường Elno, sức mạnh của Elno đến từ thư viện có sẵn, từ những người có sẵn, cho nên là mình hình code bạn có mình bắt vào lắm ha. Để mình hôm nay là mình viết này để mình giải thích các bạn rõ hơn ha. Gì why, trong khi gì, trong khi gì, trong khi cái link á, client available nghĩa là gì, khác client khác available nghĩa là gì, có nghĩa là gì, không có kết nối nào khác gì hết ha. Thì sao chúng ta tiến hành delay cho nó khoảng 2 giây thôi ha, 2 mili giây thôi ha.
rồi thoát ra ở vòng lặp hoài luôn ha. Nếu mà không có thì mình thoát lặp lại lặp, đúng không? Rồi ha, tiếp theo là gì ha? Ta sẽ khai báo một cái biến string ha. Thông thường string các bạn muốn khai báo đâu được ha, ở đây cũng được, ở trên kia được, thôi mình khai báo ở đây ha. String là gì? Biến t đây, biến r ha, biến r đi, rồi quy đi ha. Ok ha, cái rồi quy của mình là gì? Cái rồi quy của mình này ha, nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là gì? Client ha, viết viết gì? Viết string u until không? Until gì? Until rồi ha. Cái này là gì? Sẽ có r ha. Cái gì có nghĩa là gì? Các bạn á, các bạn cũng phải đón động não một tí ha. Cái chữ sẽ r là gì? Sẽ có r, sẽ to là sẽ r, sẽ t là cái gì? Các bạn tự sợ nha. Là mạng sợ để cho nó tìm hiểu nha các bạn ha. Mình thật sự cái này thì mình cũng quên mất đi rồi, nhưng mà mình biết là sẹt r ha, ở trong lâm mạng nó sẽ được riêng mình cũng cái này mình đó là những cú pháp chúng người ta cũng cần phàn nàn làm gì ha. Ok mày rồi, ok serio cái màu riêng ha. Tiếp tục là gì nữa? Ta in kết quả này đúng không? Để lên rồi quy ra ha. Rồi tiếp tục là gì? Ta cho nó plus ha. Ok plus rồi, tiếp tục là gì? Tiếp tục ta khai báo một cái biến ha, ta khai báo một cái biến đi ha. Ta khai báo ngay biến gọi là cái biến t, tại biến tạm biến gọi là biến t đi, mình thích biến t mình gọi là t ha. Cái biến t của mình chưa có giá trị hết ở đó ha. Rồi mình kiểm tra ha các bạn ha, mình kiểm tra là gì? Nếu if we chấm index of gì đây ha, GPIO sẹt không ha, đây khác, đây là khác này trừ một ha, là gì? Cái lệnh mà GPIO index of á là gì? Để nó kiểm tra có chủ này hay không ha, có tồn tại cái chủ này hay không các bạn ha. Ha rồi thì sao, nếu có đúng cái chủ này thì sao, đúng không? Nếu đúng có đúng cái chủ này thì sao? Cái đưa đúng chủ này thì sao? Đúng không? Đúng cái chủ này thì sao? Hả? Nếu có đúng cái chủ này thì sao ha? Thì gì? Thì mình cho mình khai báo cái biến này ha. Tại vì nó có một câu lệnh các bạn, cho nên chúng ta không cần thiết là cho phải khai báo cái biến t của chúng ta bằng mấy. Mình cho biến t bằng không ha. If gì? If chúng ta có if ha, cũng là rồi nè chấm gì? Chấm index of đúng không? Rồi nó cũng là nguyên chủ là gì? Cũng là gì? CPIO sẹt một ha. Đây ha các bạn ha. Thì sao? Tương tự thì sao? Cho biến t mấy ha? Biến t một các bạn ha. Rồi ha. Đúng không? Nếu mà ngược lại gì? Ngược lại của hàng này đúng không các bạn ha? Cái này thôi em biết luôn ha, em biết cho nó cho nằm trong một cái vòng lặp luôn ha, nằm trong một cái điều kiện luôn ha. Ngược lại ha, ngược lại là gì? Ngược lại là gì? Ngược lại thông báo gì? Thông báo nếu ngược lại nó không có kết nối đến, không có chuỗi đến thì thông báo là gì ha? Mình sẽ thông báo là gì? Server in place ha. Ok request ok. Rồi tiếp tục là gì nữa các bạn ha? Rồi sao nó đã regret thì chúng ta phải gì cho nó dừng lại ha. Stop ok, nó thoát ra đi rồi trở về lại ha, đúng không? Rồi ha, sau khi mà chúng ta lấy được cái giá trị cái chuỗi rồi ha, ta sẽ căn cứ vào cái giá trị của biến t này chúng ta để xác định trạng thái ha. Ta kiểm tra là gì ha? Thay vì có rất là nhiều cách viết, chúng ta có thể if t bằng không cho nó sáng, if t bằng một cho nó tắt, không cho nó tắt, một cho nó sáng ha. Cách đó cũng được, có nhiều cách các bạn viết tùy mình ha. Rồi thì ta viết đơn giản nhất ha, digital write ha. Sao ta cho là gì?
cái biến gì trên 14 đúng không, cho biến t đúng không, cái giá trị của này nó sẽ theo biến t, không thì nó tách một nó sáng đó các bạn ha. Rồi ok rồi, tức là gì nữa, xong thì cho cái line chấm float. Ok rồi, tiếp tục ha. Rồi bây giờ là gì, bây giờ là mình phải hiển thị lên cái website đó cho mình nhìn ha. Giờ mình hiển thị cho bạn cái sao bạn xem ha, mình dùng cái lệnh gì, mình khai báo biến một, mình rồi tiếp tục mình khai báo một cái biến string nữa ha, string string gọi là biến cái biến 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 biến, biến x này ha. Không biết của mình nó sẽ bằng gì, nó sẽ bằng là gì ha. Ở đây là mình dùng cái thức gì các bạn, http xẹt 1.1 200, ok 200 là 200 mili giây các bạn ha, xẹt r rồi gì nữa, xẹt r xẹt n ha, rồi contain contain type ha, nó là gì đây, test ha, dạng test là gì nữa, html ha, rồi gì nữa ha, xẹt r xẹt n ha, rồi sạc r rồi sạc n, muốn biết cái gì các bạn tự sạc thế này ha. Đó là dạng đốc đúng không, đốc gì, đốc sai, đốc sai đúng không, html đúng không, các bạn thấy không, html đúng không, rồi đóng ngoặc lại, rồi gì cũng là sạc r sạc n sạc gì, sạc r sạc n đúng không, đóng ngoặc lại html ha, html ha. Rồi gì nữa đây các bạn, ở đây là mình, ở đây là gì, ở đây là mình gì, rồi mình sẽ làm rồi gì, sạc r này, sạc sạc r đúng rồi, sạc n mình chỉ thông báo là gì, cpio cpio đúng không, cpio cpio gì, cpio gì đây hả, đây coi cpio is now ha, gì đúng không, rồi chúng ta mới chút đó làm gì nữa, rồi hôm nay đóng chuỗi lại ha các bạn ha, cách đăng cái nó dễ nhìn ha, s cộng chuỗi thêm đúng không, thì gì ta sẽ lấy giá trị t đúng không, rồi t sao nữa, ta sẽ cộng thêm cái gì, rồi ha, t nè, t đúng không, rồi nháy hai, ok hai nè đúng không, nháy lại hai chấm đúng không, lâu ok đúng chưa nào, lâu con này cũng phải hai chấm lại các bạn ơi, rồi hai chấm lại nha, tiếp tục là gì, tiếp tục là gì, tiếp tục là những gì ta mới gì, đóng thì html lại cho các bạn ha, gì đây, html rồi đóng mới lại nha các bạn ha, rồi gì nữa, đi coi, rồi đóng lại rồi gì nữa ta, rồi cho nó xịt n xuống hàng ha, đóng ngược lại ha các bạn ha, đóng ngược nguyên cái chuỗi lại ha, rồi ta sẽ in cái chuỗi s lên các bạn ha, lên anh chấm vào ring cái chuỗi gì, cái chuỗi này chuỗi x form rồi ha, sorry các bạn, đây là x chứ không phải s ha, sorry ha, x ha, rồi gì nữa, delay cho nó khoảng cỡ cho nó 5 mili giây thôi ha, 5 mili giây thôi các bạn ha, rồi ta sẽ thông báo gì, sau đó ta thông báo, ta sẽ cho nó gì, server serio cho mình tên là nó server this disconnect server disconnect ha, ok vậy nhé các bạn ha, rồi ha, chúng ta chọn bo, đó là gì, bo của mình là gì, not mcu đúng không, đây ha, rồi mình chọn ở chỗ này nha các bạn ha, nhưng mà trước khi vào đây các bạn phải làm gì, các bạn phải vào đây các bạn vào file preference, các bạn chọn, các bạn phải copy câu lệnh này và bạn dán vào đây nha các bạn ha, và chúng ta vào đây cái khi mà vào tiếp cách tiếp tục các bạn vào tool, các bạn chọn vào assistant này, các bạn chọn vào button, chọn vào tool này, các bạn chọn vào gì, bo này các bạn ha, bo manager ha. Đợi tí các bạn, các bạn sẽ chọn gì, ai thấu
Vô nó mày. Đợi chút coi. Để mà chúng ta có thể mà build được cái code này trên con Node MCU hoặc là con ESP8266 á, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải vào file Python, ta có cái lệnh này các bạn bắt rồi nha các bạn ha. Tiếp đến các bạn vào đâu? Tool, các bạn vào BOM này, các bạn bạn chọn BOM Manager nha. Nếu như các bạn chưa bao giờ cài đặt cho ESP8266 thì các bạn phải làm như vậy ha. Đợi cho nó download cái này ha, về các bạn ha. Ta ghi là gì? ESP8266 ha. Nó đang này các bạn install rồi nha, tại vì mình cài rồi nó mới có chữ remove thôi. Nếu chưa có nó sẽ có chữ install, nếu mà install rồi ha. Bây giờ mình sẽ build các bạn ha. Rồi ha, mình build các bạn ha. Mình chọn cái bom mình là gì? Đây ha các bạn ha. Nó đem sâu gì đó, các bạn gì? Tuấn. Nó đem sâu. Cộng con một xấu rồi cộng con mà dùng con nốt MCU của mình đây ha. Rồi mình chọn gì SP8266 nha, 1.0 các bạn ha, nốt MCU 1.0 ha. Chúng ta check thử có lỗi gì không các bạn ha. Ta check thử thử rồi chúng ta mới nạp vào, tại vì mình cũng lập trình để xem ha, build thử trước khi mà chúng ta nạp vào cái phần cứng của mình ha. Ủa nó lỗi ha. Ồ không có cái nào status, đúng rồi, sai cái này là cái gì? Đúng rồi, status hai các bạn ha. Báo gì ta? Để coi thứ gì nó kêu là gì, biết đâu coi nó có lỗi gì đây các em bạn ha. Đợi tí ha, để coi nó gì đây. Server begin void log wifi còn đây em, đây đây đừng xem coi, không phải gì biết ha. Chỗ này thiếu dấu chấm phẩy các bạn ha. Mà chỗ này cũng có thiếu dấu chấm phẩy ha. Sorry mình quên á. Đây còn thiếu này các bạn ha. Thì cái W nó báo chúng ta sửa lỗi không có gì cả ha. Cũng khá là khuya rồi các bạn ha. Nó có lỗi như đây. Sẽ có lỗi nhiều quá như vậy. NFID Connected được rồi, mình đã tăng nó có lỗi đâu này, server available server đâu thiếu con sai này không, nói chung là có thì cũng lỗi đó còn sửa đó các bạn, nhiều khi đâu có nhớ nổi các bạn. Nó lại sai, nó có lỗi gì vô chấm phẩy như này, why sorry các bạn, dấu khác phải nằm đây nha, khác phải nằm đây chứ, sorry các bạn ha. Vậy khuya quá nhiều khi nó cũng quán cái này các bạn ơi. Mình khi mà chúng ta đến một cái level đó các bạn tự nhiên người ta biết lỗi mà chúng ta có thể sửa lỗi được ha, hình như hết lỗi rồi đó. Rồi các bạn ha, đợi tí đây, mình cái đây là mình mới có verify à, chứ mình chưa có nạp code ha, mình chỉ nạp bấm vô mũi tên này để ta nạp vào ha các bạn ha, chắc là hết lỗi rồi đó.
Rồi hết lỗi ra bạn hết lỗi ra. Rồi khi mà nó đinh nó rồi bây giờ mà tiến hành nộp vào ha, nạp vào ha. Ở đây nạp vào ha, rồi nạp vào ha nha. Nạp thôi. Khi nạp vào thì nó sẽ khi mình nạp cho code code cho con node MCU hoặc là con ESP 8266 thì nó sẽ có dấu chấm chạy gì đó ha, trả sang phải ha các bạn ha. Chúng ta đợi cho nó chạy ha các bạn ha. Nạp code cho nó cũng khá là lâu. Kiên nhẫn đợi chờ ha. Từng bước mình sẽ hướng dẫn các bạn mà làm một cái ứng dụng mà kết nối được với dưới cái thằng Android các bạn ha. Trên cái kênh channel của mình nó có rất là nhiều ứng dụng Android mình viết trên Android Studio các bạn ha. Cũng nền tảng cơ bản như vậy thế các bạn ha. Thì từ đây thì các bạn cũng chuyển sang và chúng ta có thể viết cho cái con Ethernet Shield này cũng như vậy thôi à. Sửa chút đỉnh thôi các bạn ha. Các bạn có thể đem cái con nét MCU này chúng ta qua con nắp rồi qua con bit chúng ta vẫn có thể sử dụng được nha các bạn ha. Từ từ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Để chúng ta làm chủ cái ngôn ngữ lập trình C, cái nền tảng Arduino này các bạn ha. Các bạn nhớ like và subscribe ha, theo dõi ha, chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Rồi ok đấy bạn ha. Đã rồi ha, bây giờ mình mở lên coi thứ ở đây ha, mình coi thứ là cái pin nó bao nhiêu. Của mình là tốc độ mình là 11, để mình biết là gì 115 đó không, 200 bạn ha, thấy không? Chúng ta đợi ha. Đầu tiên thấy không, các bạn thấy không, nếu như mà gì đó ha, bây giờ nó giống là vừa không đúng không, bây giờ chúng ta có nói đó là gì nó chính là số trăm nữa này. Trường hợp mà chúng ta mặc dù mình đã in cái ở đây là mình in là gì. Ở đây là mình mặc dù ở đây đấy là mình in nó là gì đấy, đây là gì mình in nó là gì đấy ha, in ra là gì Wi-Fi local IP nhưng mà nó không ra được thì làm sao, bây giờ lỡ như mình nó không ra được thì làm sao, không lẽ tao đâu hàng ha. Rồi thì bắt buộc chúng ta nào đây các bạn ha, đây ha bạn ha, chúng ta xem thứ IP nó bao nhiêu các bạn ha. Rồi IP của mình là nhiêu, 1.185 ha. Bây giờ chúng ta cứ sạc tới 100, chúng ta bìa chúng ta bình tới 1.85 thì nó tới chứ ha. Thôi nó kết nối được chưa các bạn ha, nó chưa có nối được rồi này. Thông thường như vậy là có đa số là do cái cổng USB của mình bị lỏng ha. Chống lại coi. Cái cáp này hình như có vấn đề rồi, không mình đợi một xíu không được thì mình sẽ xử nó cho ha. Không có nói được, nó không có nói được luôn các bạn ơi, kỳ vậy ta. Cấm lại coi. Mình có gì sai không? Sorry các bạn nha. Ở chỗ này là mình chưa có ghi tên wifi mà. Sorry.
Ok. Rồi ta cái bi lúc nãy 1.5 mình xem kia là lúc nãy nó còn lưu trong bộ nhớ đệm của cái con của cái của router các bạn ha. Bây giờ mình mới đúng này, sorry các bạn ha. Tại vì mình đâu có kết nối tới đâu mà nó được. Ôi đánh lên. Tại cái ha. Nhiều khi nó khuya quá bạn, khuya quá chưa mình chưa có ngủ cho nên là nhiều khi nó cũng không bình tĩnh nha. Trong cái này mình đi sẽ đi ngủ. Giới thiệu ở đây là mình gì, mình dùng là GPIO 16, nghĩa là D0 các bạn ha, D0 đó ha. Đây này, cái này hơi mờ. Đây không là GPIO 16 các bạn ha. Đây ha, đây không là GPIO 16 này ha. Mình dùng đây không đó. Mình bấm lộn nút rồi. Cái này đúng lẽ đáng lý phải bấm nút nạp luôn, bấm nút quét Wi-Fi ha. Cho nên mình giờ phải nạp lại thôi, đợi tí ha. Nãy giờ mình chưa có đúng Wi-Fi làm sao vô được đúng không các bạn ha. Mình tháo vào trong này thấy không? Khi mà không có đúng Wi-Fi á thì nó cứ nó giao chấm hoài luôn ha. Cứ một giây nó chấm một lần ha. Thấy chưa? Ở cái ứng dụng Android mình hướng dẫn các bạn này là mình chỉ làm một cái ứng dụng Android mà các bạn có thể điều khiển qua internet này, các bạn có thể điều khiển thiết bị này, chúng ta có thể bật tắt từ cái phần cứng bên dưới này, có thể rồi nó sẽ phản hồi trạng thái về cái ứng dụng Android và đồng thời nó cập nhật cái trạng thái nhiệt độ từ con LM5 hoặc là con DHT11 lên cái Android của mình các bạn ha. Thì cái đấy 18B20 gì đó các bạn tùy các bạn chỉnh nè, mình chỉ làm một mình cái con DHT11 thôi tại vì mình có sẵn con DHT11 ha. Nó đang chạy đấy các bạn, đợi cho nó chạy đi ha. Ba mươi phần trăm lần con này rất là nạp có thấy mệt mỏi quá. Rồi các bạn ha, ta mở ra coi ha. Đó bây giờ nó có kết nối thành một thấy giờ chấm một chín hai chấm một chín tám chấm một chấm một tám năm ha. Bây giờ chúng ta gõ địa chỉ ha, 192.168 chấm gì 185 ha. Đây để ta ghi, để ta sẽ là gì đấy, GPIO sẽ không đúng không, ở trong code mình thấy không, bạn thấy không, đây ha, sẽ không ha, sẽ không thấy không, nó chỉ thông báo gì đây ha. Rồi ok mình sẽ mới mày coi ha, sẽ không ha. Nó sẽ gì đây, nó sẽ báo gì đây ha. Nó không có nói được ta. Để con kiểm tra lại con sao cái gì chết là thế ha. Đó các bạn thấy không, sạc không rồi đúng không, cái nó lâu này, sạc một coi nó hai đúng không, thấy không, hai mắc cao đó, sạc không này. Bây giờ đó mình sẽ cắm vào cái chân ha, rồi đây đây không đây các bạn ha, mình sạc một ha, hai thấy không, mình đây đây mình chân số máy này. Sorry các bạn, cái này phải là 16 mới đúng chứ không phải 12 đâu ha. Mình nhầm nữa rồi, tại vì trên này mình sẽ báo là chữ số 16 mà. Nói chung là thật sự đang rối thật rồi đó ha. Đây ha, bây giờ mình tại vì cái dây nó hơi ngắn nha các bạn ha, để mình lát cái dây này hả mày.
Để nó build xong rồi mình sẽ lấy cái dây dài không nè, đây để mình mở cho các bạn xem ha. Và bữa sau mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bạn cách flash cho con ESP8266 để nó về cái tốc độ bao là 11 9600 nha các bạn ha. Tại vì mặc định của nó, nhà sản xuất ra cho nó là tốc độ sẽ là 11 115.200 ha. 115.200. Rồi ok ha. Mình sẽ đổi cho nó đổi dây cáp mới cho nó dài nè. Cho các bạn có thể xem được ha. Cắm cáp đây, cắm ở đây. Giờ chuẩn bị không đây nha. Ok, đây ha, rồi. Mỗi lần các bạn coi ha, đây nó bắt đầu kết nối ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ gọi ở đây. Kiểm tra là pin của tôi ok rồi ha. Không mà lo đúng không? Mình thấy đợt mình thấy pin người ta biết cảm thấy ha. Rồi. Trừ T cho nó chạy liên tục ha. Ok được rồi ha. Không là lâu nha. Số 1 coi. Đây nha. Hai bạn thấy nó sáng không? Bạn thấy nó sáng không? Tại cái bóng đèn này nó sáng, nó thấy nó sáng không? Nó sáng không? Đây nó sáng nó thấy. Có đèn sáng đó. Giờ số 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 0 đi. Thấy tất không? Thấy không? Rồi ha, xin chào các bạn ha. Clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái web server hoàn thiện ha. Rồi xin chào các bạn. Khuya quá rồi ha.